Hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với tân OMG Bạc Quỷ S61 và mình là Minh Anh. Mình làm clip nói chung là mới dấn thân vào cái YouTube này thì cũng rất mong được sự ủng hộ của anh em. Anh em đi qua thì để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, và không lan man nữa, hôm nay bắt đầu thiết lập đội hình để đi bụp với con Ly vẫn này anh em ạ. Bố nào đã đánh mình đây? Ấy da. Ôi nhức người này, toang rồi. Boss này thì nó cắn cái chết rồi. Cắn thằng nào thằng đấy chết rồi. Thôi anh em, bây giờ vào thiết lập đội hình để bụp con này. Triệu Vân. Main thì không nói rồi. Mấy con này không cần không có búp nổi luôn. Điển Vi. Con nào mà nó tự hồi máu rồi đấy. Bản thân nó vừa đánh vừa hồi máu. Con gì nữa ta? Con gì ra mà to to tí. Triệu Vân hồi một sao rồi anh em. Quần chẳng có con nào. Không có con nào luôn. Cho Tào Tháo cho búp búp đam đi. Tào Tháo cũng không ăn thua. Hạ Hầu Đôn ăn thua gì ông ta? Đội này đi. Bụp luôn anh em. Múc luôn con này. Cụ nào 14 triệu đã đứng đây rồi. Bụp luôn anh em ạ. Con này thì nó đánh đam AoE cho nên là những con búp không kịp làm gì luôn. Tăng sát thương phép. Ôi giời, Triệu Vân tự đừng vào nhảy nhậm phát chết nha. Điển Vi nổ lên. Rồi, Điển Vi nó nổ được thì hay. Nổ hai lần rồi nó chém. Có cộng dồn mà anh em. Ui 63 triệu này. Ui dồi, ngon ngon. Điển Vi khỏe đấy anh em ơi. Ui Điển Vi nó chém kìa. Boss đánh không cần gì luôn anh em ơi. Cho gầm thoải mái. Cho táp thoải mái luôn. Lại nổ. Đóng băng không đóng băng được luôn. Ngon 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 ngon. Mình nó đánh từ đầu đến cuối. Rồi, trục yêu tế thế. 88 triệu. Thế mình biết là nó cào khiếp. Chứ cái đội hình này búp đánh rồi anh em ạ. Búp vào cái chết ngay, nó quật cái chết. Đúng là Điển Vi chỉ đi bot đi. Không làm nên trò trống gì. Vào trong đội hình thì chết đầu tiên. Vào trong đội hình để đi tanh thì chết đầu tiên. Vào trong đội hình chết đầu tiên. Không làm nên cái trò trống gì. Tanh tiếc không không nổi luôn. Nó kèo. Đánh đầu đến cuối luôn. Cái này chỉ có những con nào nó đánh từ hồi máu được thì mới trụ thôi, còn những con kia không ăn thua. Tành đến đâu rồi tành vào cũng chết hết. Cũng chỉ 88 triệu. Lần này cố vụt đi xem lên rồi. Tào Tháo không kịp nổ luôn. Vụt cái đuôi chết luôn. Chết luôn. Không kịp thở. Có Triệu Vân nó vụt được mấy cái. Còn đâu Điển Vi xử hết. Thì đi đánh cái này cũng có tỷ lệ được mảnh anh em ạ. Được một mảnh. Không ăn thua rồi. Ý, chém bạo kích cái đầy máu luôn. Trận trước 86, trận này 77, 78. Nói chung là Điển Vi trí đi bot thôi anh em. Chả được cái tác dụng gì.
Thôi bye bye anh em. Hôm nay mình test thử đây anh em, tại vì vừa hôm qua mới quay kim Triệu Vân lên 1 sao, với lại test thử xem là điện vi nó đi có được có ngon không. Thì công nhận là cũng ngon thật anh em ạ. Trước ở mình ở quần thì mình chỉ đi được có 20 mấy triệu thôi là hết rồi. Là đi hết nổi luôn. Thì video của mình kết thúc ở đây, anh em đi qua thấy hay like thì cho mình xin một lượt đăng ký của mình nha. Bye bye anh em.